ok Mở không biết rồi. Cô ba xin chào ban tổ chức, thầy cô và tất cả các học viên cùng khóa học 19. Thì cô tên đầy đủ là Lê Thị Ba, là năm nay 65 tuổi, mà ở Ninh Thuận. Thì qua 2 ngày học tập á, thì cô cảm nhận này là thầy cô rất là nhiệt tình và chuyên sâu về vấn đề mạng, nên đã dày công mà nỗ lực mà cầm tay chỉ việc cho u u và u coi như là lão đại đó, nên cô rất là biết ơn. Bởi vì cô là một cô dùng mấy điện thoại thì được, nhưng mà máy tính thì cô chưa biết cái rợ gì vô trong này, vô không biết chỗ nào là gì hết, nên hơi làm khó cho lớp học. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả thầy cô cũng đã nhiệt tình cầm tay chỉ việc và đã giúp cho cô hiểu được là giá trị của Ikigai nó là như thế nào. Tại vì cô thì cô cũng đang rất nhiều, nhưng mà chẳng hạn như cái thứ hạng cô là 13 bước mà cô đã đặt 12 bước, nhưng mà nó cứ gọi là hay tạo doanh nghiệp để cho người ta tiếp cận nhiều, nhưng cô không biết. Và sau khi cô đã học được cái khóa Ikigai này, cô thấy cái giá trị rất là lớn, hiểu được bản thân mình cần gì và muốn cho người ta những cái gì, nên cô rất là cảm ơn và biết ơn sâu sắc và nhiệt tình. Không những thầy cô mà cả học viên rất là nhiệt tình và năng nổ, nên đã giúp cho cô có động lực. Tại vì từ trước giờ là ít cái học lắm, chỉ cái buôn bán là kiếm cơm cho con ăn thôi. Nhưng mà từ khi mà gặp được cái công ty em quay này thì cô được đào tạo rất là nhiều, từ một người không biết gì, nhưng mà bữa nay thì có thể là làm TikTok được nè, live stream này cũng đa dạng rồi nè, thành ra khi mà phát biểu về thì cũng là tương đối rồi. Nhưng mà khi trước là cô cũng dám nói vậy, nên cô rất là biết ơn công trước là biết ơn công ty em quay, rồi công hệ thống của RSM, đồng thời những khóa học đã giúp cho cô hiểu và có thể phát triển bản thân một cách tốt hơn, nên cô rất là biết ơn công ty và nhất là thầy cô. Cô xin chào và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.